À, xin chào các bạn ha. À, chào bạn đến với kênh mình. Đây là đầu tuần vừa rồi ha. Cuối tuần vừa rồi mình có đi du lịch tại khu du lịch Biểu Long tại Đồng Nai. Thì các bạn từ nó chép ranh với thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì cái này các bạn đi theo đại lộ Phạm Văn Đồng, các bạn chạy theo quốc lộ 1K. Rồi bạn qua cầu Hóa An, rồi bạn đi trái thì nó sẽ tới cái khu du lịch Biểu Long này. Thì trong khu du lịch Biểu Long này mình cảm thấy là nó nhiều cái đẹp ha. À, ví dụ thích hợp cho những cặp đôi nào mà yêu đương á, vô trong này thì ngắm cảnh rồi các bạn có thể tổ chức ăn uống trong này luôn. Tổ chức ăn uống thì nói chung là ở cổng á, thì có hai khu rồng khá là bự á. Đây là cái khu gọi là khu đẹp dịch nè, 60.000 nửa tiếng hay sao, 60.000 nửa tiếng hay 70.000 gì đó, mấy phút hay sao á. Thì trong này thì bạn mình đi ngắm ha, tiếng nào mình đi ngắm thì mình đi xuyên nguyên một vòng này. Mình đi một vòng rồi mình quăng lại vòng quanh cái hồ này nè, vòng lại đây là cái những con vịt này ha, bạn có thể đẹp vịt trên đây nè. Đẹp vịt trên này thì nói chung đẹp vịt quanh hồ thì nó cũng vui, thích hợp cho những cặp đôi nào ha, cặp đôi yêu đương đó. Thì bên kia này có tượng Phật này không, rồi tí nữa mình đi vòng có mấy cờ đây nè, bên trái này, bên trái màn hình đi không, mình sẽ đi vòng đó tới chỗ tượng Phật nè, quay tượng Phật rồi vòng về lại ngay chỗ cái đầu cũ. Thì nói chung trong này thì mình tổ chức ăn uống thì cái mình đi trong một cái đoàn mình tầm có 6 người, 1, 2, 3 người, tầm có 6 người, 6, 7 người gì đó, 8 người gì đó. Về trẻ lớn bé thì nói chung là người già trên 65 tuổi thì người ta miễn phí, còn trẻ em thì người ta cũng miễn phí, người ta tính những cái người trung niên thôi đã. Trong này có những cảnh đẹp ha, một tí mình sẽ đi qua cái hồ kia, có những cây mồng tím, đây là có những con chuồng nè, người ta làm có những con chuồng nè, con chuồng thì cái hoa gì mình không rõ lắm ha. Mình đang đi quanh hồ nè. Đây có những cặp đôi nào vô thì nói chung là nó chỉnh có những cái cảnh nói chung là rất trữ tình nè, lãng mạn, nói chung là cho những cặp đôi này yêu nhau thì đi vô này thì thích lắm. Vô này chủ yếu là ngắm cảnh thôi. Đây có khu dạng giống như khu sinh thái đó, khu sinh thái người ta tôn tạo rồi. Đây có hồ nè, có cái hồ nè, đây là khu du lịch Biểu Long ha. Tí nữa mình đi trên mấy cái cục đá này mình tới chỗ cây một tím này, cây hoa tím này. Chắc là hoa dẻ chứ không phải là hoa thiệt, là gì đẹp cái gì ha. Đó có những đây là có những cảnh người ta đi ngắm cảnh, có những đôi đi ngắm cảnh đó. Nói chung tương đối đẹp ha. Thì trong hồ này có những con cá người ta nuôi cá côi nè, đó đây mình tới những cây hoa này, cây hoa tím này, mình ta gắn hoa dẻ lên cho hoa là hoa thiệt. Đây toàn cảnh này ha. Thì các bạn đi vô cái này ha, thì nói chung là đi các bạn ngắm cảnh, các bạn đi ngắm cảnh toàn cảnh đi, các bạn đi một vòng giống như mình này đó, mình đi từ đầu qua xong mình ra tới đây đi một vòng rồi mình về lại rồi tổ chức ăn uống rồi về đó. Đây có những bụt này ha, những cặp đôi nào mà yêu thương nhau này, chụp đây cái này đẹp nè. Đây cái chỗ đẹp dịch mình quay cận cảnh này, nói chung là bên phía này thì mình quay bên phía này thì nó đẹp hơn chứ. Đó, nó giống cái này nè, nó thiết kế y hệt như cái cảng Sydney bên Úc nè. Từ giống gì đó, đây là những con chim nè. Thì nói chung là mình vô này thì mình thấy nó, hoa thì nó tàn hết rồi, hoa thì nó không giống như gần Tết. Nếu bạn vô gần Tết thì nó đẹp hơn, gần Tết thì nó sẽ hoa, nó rộng, hoa nó nở đẹp hơn. Đây là hoa nói chung là nó tàn hết rồi, nhưng mà vẫn thấy nó đẹp ha. Mình vô này thì mình thấy trên bầu trời này, các bạn thấy trên bầu trời này ha. Thì cái này thì mình khổ một xíu nữa thì nó sẽ mưa một xíu, nó không mưa to lắm, nó mưa một xíu rồi nó dừng. Rồi mình đi thêm một vòng này đó. Nói chung là bạn, nếu bạn nào ở trong Sài Gòn thì có thể tới đây nghiên cứu ngắm cảnh này, cái cổng cái vườn này đẹp ha. Ngắm cảnh được, bạn có thể ăn chơi, các bạn mang đồ ăn vào trong này, bạn thuê trong này vẫn được, nói chung là rất là ngon. Quanh thành phố thì có những cái khu du lịch như thế này, thì các bạn có thể vào dịp kỳ lạ. Các anh này nó cầm cái rổ đang chụp hình em tại ơn chụp hình. Thì cái dịp lỡ thì đây là mình quay từ cái cổng mà hồi nãy mình nói đó, cái cổng ở cả cờ đó, mình đang đứng ngay cái cổng đó. Đây toàn bộ cảnh này, nó tự tự như trong tờ du ký ha. Đó,
cặp đôi đẹp dịp kìa. Thích hợp cho những bạn nào mà cặp đôi yêu thương gì đó. Thì vô này thì du lịch, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh rồi tổ chức ăn uống trong này. Đi toàn cảnh này, đẹp, nói chung là đẹp. Cảnh này là đẹp. Đi một vòng rồi mỏi mệt rồi đói bụng rồi vòng trở về ăn cơm, ăn uống, nhậu nhẹt rồi về. Nói chung dịp lễ cuối tuần của mình như vậy thôi. Đó. Đây, giờ mình đang đi qua chỗ mà cái khu mà chứa cái tượng Phật nè. Đây, cái khu đầm sen nè. Nó có những cái lối đi qua đó, người ta đang xây dựng tôn tạo nè. Chung khá là vui. Các bạn sợ tổ chức trong này, đi theo ví dụ cặp đôi này yêu thương thì có thể đi trong này. Nói chung là đây là ngoại thành Sài Gòn. Ngoại thành ha, chứ phải là trong thành. Đây ngoại thành thì nó cái này là địa điểm nó ở Đồng Nai. Đó. Cả những khu như này đó đẹp không, các cái cỏ 4 lé 5 lé nữa kìa, người vằn đó. Đây đây người ta gọi là cái quản lý trường thành nè. Nói chung là nó mô phỏng lại những cái thu nhỏ lại những cái nổi tiếng của địa danh nổi tiếng của thế giới nè, quản lý trường thành của Trung Quốc nè, còn cảng Sydney của Úc nè. Sở thú giống với sở thú ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nè. Cảm ơn.